Hồ Lê là hello, xin chào các bạn fan của mình nha. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại video mới của mình trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vô cái trường mẫu giáo Garden of Banban phần 7 này nha các bạn. Nhưng mà trước khi vô video này thì mình muốn nói cho các bạn đó chính là đây không phải là một video kinh dị đâu, mà đây chính là một video hài nha các bạn nha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem video của anh Big Buru, là một người chuyên gia phá các tựa game kinh dị và biến các tựa game kinh dị trở thành game hài nha các bạn, và biến nó trở thành bình dương các bạn à. Rồi, ngay bây giờ mong là các bạn nhớ cho video này một nút like ủng hộ trên trang nha. Những bạn nào tới với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký phía dưới nha các bạn. Nếu như video này mà trên 3.000 lượt like thì anh Jay sẽ chơi game này cho các bạn coi, đồng ý không? Đồng ý thì bây giờ làm liền nha. Còn bây giờ chúng ta bắt đầu video thôi. Let's go baby. Ok các bạn à, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng vô coi đây là Garden of Banban 7 hài hước nhất nha các bạn đó. Nghe ổng nói chưa? Hài hước nhất là bây giờ ổng đang chuẩn bị phá game rồi đó các bạn à. Cùng vô coi nha. Đây là video của anh Big Buru nha các bạn. Wait what? Cái gì đây? Một con nào đứng nó nhảy nè các bạn. What is it? Cái gì đây? Nó cứ nhảy như điên hả bạn ơi? Ê mà sao nhìn nó giống như cục kẹo dẻo quá vậy? Oh my god bro. Và nó nhìn theo chúng ta các bạn ơi. Vô để mình nhỏ mất tiếng lại xíu nha. Nhưng mà nó cứ nhìn theo chúng ta vậy, nó có ăn thịt chúng ta không vậy? What? Ok bấm vô cái nút này coi. Ở trong game á là bấm vô cái nút nó sẽ chiếu phim cho chúng ta coi, nhưng mà ở đây ảnh phá là ảnh bấm vô cái nút cái con kia nó dẹp lép luôn các bạn à. Quải chưởng nè cái chứ. Bỏ tay chấm cơm luôn. Phim bây giờ nó chiếu ở trên tường. Ok bây giờ chúng ta vô game tiếp nha. Lấy một cái thẻ và chúng ta đi đâu? Ê vô. Thằng ngưu anh tính nó đang đứng rồi, nó bị dẹp lép luôn. Yo, Tamataki và Chamataki đã bị té xuống. Ok. Rồi đi tiếp nào. Đúng là cao biết Buru nào không đi bình thường các bạn ơi. Bình thường là quẹt cái thẻ đi vô, còn bây giờ ổng tông vô cái cửa luôn. Trời quá trời con dán dưới sàn nhà các bạn ơi, ghê quá à. Con dán hay con nhện á? Con nhện. Trời ơi, nhìn nó ghê quá đi các bạn ghê. Mình rất là sợ nhện nha. Ủa gì vậy? Bro kiểu là quảng cáo. Bực mình quá qua. Tự nhiên nhảy rồi cái nó bị rớt luôn. Ảo thiệt á. Cái gì đây? Một cái bật lửa. Cái hộp quẹt. Rồi chúng ta sẽ đi qua bên kia để lấy cái thẻ nha. Cái này thì mình có biết nè các bạn. Đó. Thấy chưa? Thấy anh chơi giỏi không? Ủa đâu phải cái thẻ đâu. Cái này là cuộn băng keo. Hả? Thì biết vậy thôi chứ đã chơi đâu mà. Ngồi lên trên đây. Đó. Quẹt cái thẻ này một cái. Kích hoạt điện. What? Náp na lê na. Ui ui nhìn nó ghê quá hả? Bây giờ phải làm sao đây ta? Anh ơi anh tính làm gì nó vậy? Ui quá ông tính làm gì con này vậy? Đứng lại nó cắn á. Bị nó cắn rồi. Ok. À bị nó cắn xong bây giờ anh sẽ đẩy cái bình này cho nó ăn. Đúng không vậy? Được luôn. Đẩy đi anh ơi. Trời ơi cái bình nó rớt nữa bạn. What the hell. Đẩy bay luôn rồi. Lấy cái drone tông vô con này coi. Tông cái drone nó té mất tiêu luôn. Ê cách này được nha. Rồi đi tiếp nào các bạn ơi. Let's go baby, mở cửa ra nào. Bây giờ ổng hiền rồi, ổng không có tông vô cửa này. Không đi được. Bây giờ đi qua bên đây. Rồi ok. Chúng ta đang đi ở trên cái con đường này. Là cái con đường gì đây mình cũng chẳng biết. Cái phòng màu tím lè, màu hồng các bạn ơi. Wow, một căn phòng màu xanh. Nhìn khá đẹp nha. Mở cửa ra nào, Vân ơi. Hãy mở cửa ra chứ từ. Yo bro, mấy con người hành tinh nó đang bị treo cổ hay gì vậy? Nhìn ghê quá à. Trời ơi, nhìn nó ghê quá các bạn ơi. Nó còn sống luôn hả?
hết hồn luôn mày ơi, mày ơi mày của tôi. Rồi coi chừng nó hù anh nữa đó anh Bitburu ơi. Coi chừng anh Bitburu. Cái con gì đây? Hả? Con này là con nè. À, con này là con Zester. Wait a minute. Trời, anh hút một cái nó lọt mắt ra luôn mọi người, ghê quá. Cái ông này là cái ông chùm cuối trong game này nè, phải không? Ông boss mới nè. Hello ông nghe, đừng có quýnh tôi nha. Ông đang buồn ngủ các bạn à. Chúng ta đi qua ông được luôn hả? Wait what? Cái con người hoàng tinh này nó hút ông bay luôn, nó hút mình đi luôn. Ảo ma Canada thiệt. Mà chúng ta đang nằm ở trong một cái bệnh viện các bạn à. Ổng đang nhìn chúng ta với đôi mắt long lanh to tròn, có vẻ như anh Jay quá đẹp trai. Dẫu gì á, ổng đang nói nhảm nhảm gì trong miệng của ổng á các bạn à. Nói gì á? Bra. Ổng ngộm nói nhảm. Wait what? Tự nhiên con người tin nể lấy cái búa đập vào đầu ổng cái các bạn ơi. Oh my god. Quái chướng. Vậy là mình đã thức dậy được rồi đúng không? Chứ nằm đây hoài nhức đầu quá à. Ok, mình đã thức dậy rồi các bạn ơi. Let's go baby, đi nào. Quái quá, con người nó ngậm nguyên cái búa luôn hả? Lượm cái búa luôn. Rồi, cảm ơn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy cái thẻ này và chúng ta sẽ mở cửa anh ơi. Mở cửa đi. Ồ, có ai trong đây nè. What? Cái gì á? À đi, ông ngồi trong đó, ông làm gì á các bạn ơi. Rồi cái phòng đó thui à. Hai cái cửa này có con nào nó đập đập ở trong đây các bạn à. Wait, what? Cái gì trong đây đây? Ông bác sĩ, ông đang phẫu thuật cái con nào ở trong đó đó. Bây giờ chúng ta sẽ mở đèn, kích hoạt mở đèn nè. Oh, hello, nắp nắp. Sao nắp nắp mà nằm đây vậy? What the hell? Gọi mang nó đi luôn. Lụm luôn. Wait what, cái nắp. Trời, cái nắp đẩy. Anh lụm cái con nắp nắp cho mày cái nắp. Wait what, cái gì vậy? Đây là một cọng dây thừng các bạn ơi. Và chúng ta sẽ mở hai cái cánh cửa này ra, buộc cọng dây thừng vô. Để làm gì? Để dụ ông bác sĩ này ra đúng không? Ông vừa phẫu thuật móng còn vừa hát nữa các bạn. What? Rồi bây giờ ông phát hiện ra chúng ta, ông sủa các bạn ơi, ông chết ông rồi, dính vào cái bẫy của tôi. Let's go, thành công rồi. Cái gì đây? Ông kêu mình là hãy giết nó đi. Hãy giết nó đi rồi tôi sẽ để cho bạn đi, không tiêu diệt bạn. Ok, để tôi giúp cho. Giúp ổng đi anh. 15 phút rồi ảnh không chịu giúp các bạn ơi. Anh biết Buru, giúp ổng đi anh. Giúp ảnh đi kìa. Giúp ổng đi kìa, anh biết Buru. Kìa có cây búa kìa, lấy đập đầu nó. Mày nè. Yo. Let's go baby. Cảm ơn bạn. Đừng có lo. Tôi có trách nhiệm với lại lời nói của mình. Tôi sẽ không làm tổn thương. Ông biết bu đu này, ông đập một cái ông bay luôn. Ok. Ok. Wait what? Cái gì vậy? À ông này, ông đang có một món quà gì đó cho mình các bạn ơi. Ok. Rồi. Ông này, ông đang có một cái món quà để giúp đỡ cho chúng ta các bạn à. Món quà này là cái gì đây? Đưa lên mình coi coi. Hình như là cái đồ điều khiển đó, mình nhớ không? Wait what the hell? Ổng kêu đây là một cái điều khiển 2.0 nhưng mà ở trong nó không hề có một cái gì hết. Rồi đâu? Tống ổng vô trong đó luôn. À điều khiển ở đây nè. Ok. Một hình trái tim các bạn ơi. Lấy đi. Hình trái tim mày đẹp quá mà. Và chúng ta bây giờ có thể điều khiển con drone. Wow. Trời ơi, tông vô ông này té luôn.
Xin lỗi nha, lỡ tay. Rồi bây giờ tông vô cái này lại. Ôi ơi, bây giờ ổng bị lùn đi luôn rồi các bạn ơi, bị tông cái ông bị té luôn rồi. Hả? Bây giờ ổng còn là mini luôn nè. Anh biết Buru này anh quậy quá à. Rồi đi đâu, trời ơi. Rồi ông lại đập cửa người ta nữa rồi các bạn ơi. Ông này ông phá thiệt cái chứ. Ây dô, tụi nó đứng ở dưới kìa anh ơi. Anh ơi. Ok các bạn ơi, vậy là phần 1 tới đây là kết thúc rồi các bạn nha. Coi anh Big Budo này khá là hài các bạn à. Các bạn nào muốn coi tiếp thì hãy qua kênh Big Budo để ủng hộ cho ảnh nha các bạn. Mình đã đăng ký kênh. Ủa, đã đăng ký kênh rồi mà. Nè, mình đã đăng ký kênh ủng hộ cho ảnh rồi nha các bạn nha. Mong là các bạn hãy qua để coi kênh của anh này. Và các bạn nào muốn mình tiếp làm về phần 2 á thì hãy bình luận phía dưới cho anh biết, cũng như là để lại cho video này một nút like. Những bạn nào tới với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký phía dưới nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video ngày mai. Còn bây giờ thì mình bye bye.